Xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất, nóng nhất về diễn biến chính trường thế giới trên kênh YouTube Tin 24 giờ. Và sau đây là nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Ukraina nỗ lực lật ngược thế cờ sau khi Mỹ nối lại viện trợ. Theo Washington, Kiev phải giải quyết tình trạng thiếu quân nghiêm trọng và tăng cường phòng thủ nếu muốn giành ưu thế trước các cuộc tấn công lớn của Nga sau khi Mỹ nối lại viện trợ. Mỹ bắt đầu chuyển vũ khí trong gói viện trợ mới cho Ukraine Tình trạng thiếu quân trưởng trọng của Ukraine và thế mạnh về hỏa lực của Nga khiến Kiev khó có khả năng chiếm ưu thế trong các cuộc tấn công sắp diễn ra của Nga ít nhất đến năm 2025, theo báo Washington Post. Theo tờ báo Mỹ, việc Quốc hội thông qua gói viện trợ 95 tỷ đô la Mỹ sau tranh cãi trong nội bộ quốc hội là một thắng lợi của tổng thống Mỹ Joe Biden, trong đó có khoảng 61 tỷ đô la Mỹ là tiền viện trợ dành riêng cho Ukraine. Đây được xem là gói viện trợ quân sự lớn nhất của Mỹ cho Ukraine tính từ đầu xung đột. Ukraine Nga vào tháng 2 năm 2022 cho tới nay. Nó cho phép Mỹ mua thêm thiết bị do các công ty Mỹ sản xuất để chuyển cho quân đội Ukraine. Ngày 27 tháng 4, một số lượng lớn đạn pháo tên lửa phòng không và xe bọc thép đã bắt đầu được chuyển đến Ukraine, giới chức Mỹ cho biết họ hy vọng sự hỗ trợ từ Washington sẽ cho Kiev thêm thời gian để tự bổ sung lực lượng chiến đấu và tăng cường phòng không trước các cuộc tấn công dự kiến của Nga. Tờ Washington Post dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ không nêu tên cho biết khoản viện trợ của Mỹ sẽ giúp Ukraine ứng phó tốt hơn trước các cuộc tấn công liên tục của Nga dù ở tiền tuyến hay trên bầu trời. Nhưng thời gian rất quý giá, chúng ta không nên lãng phí thời gian. Vị quan chức này nói thêm. Ánh sáng cuối đường hầm, phao cứu sinh cho Ukraine. Việc phê duyệt gói viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ đô la Mỹ của Thượng viện Mỹ trước sự phản đối của một nhóm nghị sĩ phe Cộng hòa dù sao vẫn đem lại ánh sáng cuối đường hầm cho Ukraine. Quốc gia đang dần kiệt quệ khi phải đối mặt với tình trạng thiếu vũ khí trong cuộc xung đột với Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả khoản viện trợ bị trì hoãn lâu của Mỹ xuất hiện như một chiếc phao cứu sinh, đồng thời nhấn mạnh khoản viện trợ cần phải được vận chuyển đến Ukraine nhanh chóng như đã cam kết. Ukraine sẽ có cơ hội xoay chuyển tình thế nếu Kiev nhận được khoản viện trợ vũ khí mà chúng ta đang cần. Đài NBC dẫn lời phát biểu của ông Zelensky vào cuối tuần trước. Cổ vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jack Sullivan ngày 24 tháng 4 cũng cho biết Ukraine sẽ cần thêm một thời gian nữa để tự chui ra khỏi hố do sự chậm trễ kéo dài 6 tháng mà Quốc hội Mỹ gây ra. Các quan chức Mỹ vẫn còn hoài nghi về chiến thuật và ưu tiên sắp tới của Kiev. Họ tin rằng Ukraine đã làm rất tốt bất chấp sự thất bại của chiến dịch phản công hồi năm ngoái, gây tổn hại đáng kể tới sức chiến đấu và tinh thần lực lượng. Nhà Trắng sẽ tiếp tục coi năm 2024 là một năm phòng thủ chủ yếu đối với Ukraine, nhưng cũng sẽ lưu tâm đến những tiềm năng từ các khoản hỗ trợ mà phương Tây đem lại, bao gồm cả tên lửa tầm xa AT-ACMS do Mỹ cung cấp, nhằm giúp Ukraine chiếm được ưu thế trong trường hợp nước này tấn công bán đảo Crimea, khu vực thuộc phạm vi kiểm soát của Nga. Các quốc gia phương Tây cũng dự kiến bắt đầu cung cấp một số lượng hạn chế máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine vào cuối năm nay. Ngày 27 tháng 4, sau khi công bố gói viện trợ quân sự dài hạn trị giá 6 tỷ đô la Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là Austin cho biết con đường phía trước của Ukraine sẽ phụ thuộc vào việc quốc gia này có sử dụng hợp lý các khoản viện trợ và duy trì nó hiệu quả hay không. Ngoài ra, ông Austin cũng đề cập đến một vấn đề khác của riêng Ukraine và quyết định đến vận mệnh quốc gia, đó là cần xem xét đến khả năng liệu Ukraine có thể huy động đủ số lượng binh sĩ để bổ sung vào hàng ngũ của mình hay không. Tướng Không quân Charlie Brown Jr., Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết, gói viện trợ mới được Thượng viện Mỹ thông qua sẽ giúp định hình tương lai, theo báo Washington Post. Mỹ công bố gói viện trợ lớn nhất cho Ukraine Ngày 27 tháng 4, theo giờ địa phương, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lò Austin đã công bố gói viện trợ quân sự dài hạn trị giá 6 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine nhằm ngăn chặn bước tiến của Nga trong những tháng tới. Đài CNN dẫn lời ông Austin cho biết gói viện trợ sẽ bao gồm hệ thống tên lửa phòng không Patriot, hệ thống chống máy bay không người lái, cùng một loạt các vũ khí cần thiết khác. Tuy nhiên, ông Austin cũng nói thêm, có thể sẽ mất nhiều tháng hoặc nhiều năm để sản xuất hết số lượng vũ khí này. Theo đó, Washington sẽ viện trợ vũ khí cho Kiev dựa trên hai hình thức chính. Một là chuyển giao ngay lập tức từ các kho quân sự có sẵn của Mỹ. Hai là chuyển giao lâu dài thông qua các đơn đặt hàng vũ khí và đạn dược. Mỹ là nước viện trợ nhiều nhất cho Ukraine kể từ lúc Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm 2022. Sự đóng góp của Mỹ, đặc biệt là khoản viện trợ 61 tỷ đô la Mỹ trong gói 95 tỷ đô la Mỹ này, thậm chí còn đóng vai trò mang tính biểu tượng cho sự hỗ trợ của châu Âu đối với Kiev hiện tại và tương lai. Thưa quý vị, các quan chức của Nga và Ukraine cho biết hai nước này tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau trong đêm, làm hư hại các nhà máy và gây ra hỏa hoạn. Các quan chức của Ukraine cho biết họ coi các nhà máy lọc dầu của Nga là mục tiêu hợp pháp bất chấp lời kêu gọi từ các đồng minh phương Tây ngừng tấn công để tránh khả năng trả đũa của Nga và đẩy giá dầu toàn cầu tăng cao. Trong những tháng gần đây, Nga đã tiến hành một số cuộc tấn công quan trọng vào các cơ sở năng lượng của Ukraine, làm đình trệ một phần đáng kể hoạt động sản xuất và gây ra tình trạng mất điện. Các cuộc tấn công kéo dài từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 4 là để đáp trả những nỗ lực của chính quyền Ukraine nhằm gây thiệt hại cho các cơ sở công nghiệp và năng lượng của Nga. Công ty vận hành điện lực DTEK của Ukraine thông báo, thiết bị tại bốn nhà máy nhiệt điện đã bị hư hỏng nghiêm trọng do các cuộc tấn công trong đêm, Công ty điện lực nhà nước Ukraine Go của Ukraine cho biết thêm, họ đã ngắt đường dây điện chính ở phía tây đất nước như một biện pháp phòng ngừa. Cũng trong sáng 27 tháng 4, theo một nguồn tin tình báo Ukraine nói với hãng tin Reuters, Ukraine đã tấn công các nhà máy lọc dầu Insky và Slavyansk ở vùng Krasnodar của Nga bằng máy bay không người lái, gây ra hỏa hoạn tại các cơ sở này. Ngày 26 tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố phá hủy đoàn tàu chở vũ khí của Ukraine bằng một cuộc tấn công hỗn hợp bao gồm cả không kích tên lửa và pháo kích. Nga đang chuyển trọng tâm sang nhắm mục tiêu vào mạng lưới đường sắt của Ukraine nhằm cản trở hoạt động vận chuyển vũ khí của phương Tây cho kế ép cũng như việc đưa vũ khí đó ra tiền tuyến. Công ty đường sắt quốc gia Ukraine cho biết, cơ sở hạ tầng đường sắt ở Donetsk, Kharkov và khu vực miền trung như Cheskasy, và Dnipro đã trở thành mục tiêu tấn công của Nga trong những ngày gần đây. Cuộc tấn công ở Donetsk, tâm điểm chính trong cuộc tấn công của Nga ở phía đông, đã khiến ba thợ điện làm việc cho công ty đường sắt thiệt mạng và bốn người khác bị thương. Tại vùng Kharkov, giáp biên giới Nga, theo các quan chức Ukraine, một cuộc tấn công khác đã xảy ra tại ga tàu ở thành phố Balaklyia, làm 13 người bị thương, trong đó có ba công nhân được sắt. Trong 24 giờ qua, lực lượng Nga cũng đã phá hủy nhiều vũ khí của Ukraine, trong đó có 5 pháo M777 do Mỹ sản xuất, 2 pháo kéo hạng nhẹ M102 và 105mm của Mỹ, một radar AN TPQ-50 do Mỹ thiết kế, một pháo FH-70 của Anh và các thiết bị quân sự khác. Các cuộc tấn công mới nhất vào mạng lưới đường sắt Ukraine xảy ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố Moscow sẽ nhắm mục tiêu vào vũ khí của phương Tây khi chúng đến Ukraine. Ông Shoigu cho biết Moscow đã xóa bỏ huyền thoại về tính ưu việt của vũ khí phương Tây và lực lượng Nga đã giành được thế chủ động dọc theo mặt trận chiến đấu dài 1.000 km. Trước những diễn biến phức tạp trên chiến trường, mới đây người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng không có cơ sở nào cho các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev ở thời điểm này khi cuộc xung đột vẫn tiếp diễn. Cho đến nay, tại thời điểm này, không có cơ sở nào cho các cuộc đàm phán bởi mọi người đều biết rõ lập trường của Ukraine. Họ từ chối mọi hình thức đàm phán. Vì vậy, xung đột vẫn tiếp tục. Người phát ngôn điện Kremlin nhắc lại rằng Lập trường của Nga là nhất quán. Ngày 11 tháng 4, Tổng thống Putin và người đồng cấp, Tổng thống Belarus Lukashenko đã hội đàm tại Điện Kremlin. Tại đây, nhà lãnh đạo Nga một lần nữa nhấn mạnh rằng Moscow chưa bao giờ từ chối giải pháp hòa bình và luôn có khuynh hướng giải quyết xung đột theo cách này. Nhà lãnh đạo Belarus lưu ý rằng thỏa thuận Istanbul được ký kết vào mùa xuân năm 2022 có thể đóng vai trò là điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Các cuộc đàm phán về giải pháp ngoại giao cho xung đột Nga-Ukraine bắt đầu từ tháng 2 năm 2022, 4 ngày sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự. Ba vòng đàm phán đầu tiên được tổ chức tại Belarus và vào ngày 10 tháng 3 năm 2022, vòng đàm phán diễn ra tại Istanbul với cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nga và Ukraine. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!